Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải toán lớp 1 dành cho buổi học thứ hai. Bài hôm nay chúng ta sẽ làm là bài tuần số 5. So sánh số máy và máy, tiết số 2. Bài số 1. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 gồm 7 cái màu xanh, 1 2 3 4 5 6 7 màu xanh và một cái hình tròn màu trắng. Cũng là 8 cái luôn. Nhưng mà trong này chúng ta sẽ có là 1 2 3 4 5 6. 6 cái hình tròn màu xanh và 1 2 2 cái hình tròn màu trắng. Như vậy có nghĩa là 6 ta cộng 2 là bằng 8. Đó. Bên này là 1 ta cộng 7 là bằng 8. Rồi, cái này là cũng 8 cái hình tròn, trong đó có 1 2 3 4 5 cái hình tròn màu xanh và 3 cái hình tròn màu trắng. Như vậy có nghĩa là 5 ta cộng 3 là bằng 8. Bên này chúng ta sẽ có là 1 2 3 4, 4 cái hình tròn màu xanh và 4 cái hình tròn màu trắng, 4 cộng 4 là bằng 8. 3 cái hình tròn màu xanh, 1 2 3 4 5, 5 cái hình tròn màu trắng, 3 cộng 5 là bằng 8. 1 2 2 cái hình tròn màu xanh, 1 2 3 4 5 6, 6 cái hình tròn màu trắng, 6 2 ta cộng 6 bằng 8. 1 cái hình tròn màu xanh và 1 2 3 4 5 6 7. 7 cái hình tròn màu trắng, như vậy là 1 ta cộng 7 là bằng 8. Chúng ta qua bài tiếp theo, bài số 2. Chúng ta viết số, trong này chúng ta sẽ có là số 6. Số 5 ta cộng có bao nhiêu là thành số 6. Và trong này chúng ta sẽ có là một con cá lớn và 1 2 3 4 5. 5 con cá nhỏ, một con cá lớn này và 5 con cá nhỏ này. Vậy tổng cộng là 6 con. Rồi tiếp theo. Thì trong này thì chúng ta sẽ có là cái gì đây? Trong này người ta chừa là 1 2 3 4 cái phép, 4 cái phép tính nữa. Vậy là chúng ta sẽ có là 1 2 3 4 con màu xanh, 4 con màu xanh và 2 con màu trắng. Rồi trong này thì chúng ta sẽ thấy là một con quay vô hướng này, hai con quay vô hướng này, ba con quay vô hướng này. Như vậy là ba con quay hướng này và ba con quay vô hướng kia, 1 2 3 quay vô hướng bên tay trái. Như vậy là 3 ra cộng 3 là bằng 6. Rồi ngay chỗ này thì chúng ta đảo lại, một con cá, 5 con cá nhỏ và một con cá lớn. Thì bây giờ thầy đảo lại là một con cá lớn và 5 con cá nhỏ, cộng lại là bằng 6. Rồi chỗ này thì hai con cá, hai con cá màu trắng và cộng với lại là 4 con cá màu xanh thì nó cũng là bằng 6. Chúng ta qua trang tiếp theo. Bài số 3. Lấy 7 que tính, tách 7 que tính thành 2 nhóm, đếm số que tính ở mỗi nhóm rồi ghi lại theo mẫu. 1 2 3 4 5 6 7. 7 trong này người ta họ tách nó ra, bên này là 3, rồi bên này là 3. Bên này là 4. Đây, 3 và 4. Như vậy trong này người ta họ chừa ra là một số và cái nữa. Đây, cái này, cái dưới này. Như vậy là 3 và 4 đúng không? Bây giờ thầy sẽ chọn cái con số này là nhỏ. Đây 3, thầy sẽ chọn con số 1. Nè, chọn con số 1. 1 thì chúng ta còn là bao nhiêu đây? Lấy 1 thì còn bên này là 1 2 3. 1 là một que này. Nè. Một que thì bên này nó sẽ là 6 que đúng không? 1 2 3 4 5 6 que. Tổng cộng là 7 que này. Bên này là một que còn bên này là 6 que. 6. Rồi 1 thì bên này thì tách bên này là 2. Bây giờ là 2. 2 thì bên này nó sẽ còn lại là 5. 5.
Rồi 3, 1, 2 rồi lên 3 thì 3 đã có rồi. Rồi tiếp theo là thì tách nó là 4. 4 bên này. Thì bên này nó sẽ là còn lại là 3. 4 rồi lên 5. 5 ở bên này. 5 thì 1 2 3 4 5 thì bên này còn lại là 2. 5 rồi lên 6. 6 1 2 3 4 5 6, còn bên này là 1. 6 còn 1 là bằng 7. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 4. Tô màu vào thỏ bông có số bé nhất theo mẫu. Câu A 1, 3 và 2. Con số 1 là số bé nhất. Câu B 6, 4 và 5. Và con số 4 là con số bé nhất trong 3 số. Câu C 7, 8 và 5. Và con số 5. Câu D 9, 10 và 7 và con số 7. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em. Các em muốn tìm bài học, đề thi, bài kiểm tra thì dưới bất kỳ clip nào của thầy cũng có phần mô tả. Trong phần mô tả thì để sẵn đường link của blog. Trong blog thầy giải rất nhiều các đầu sách, các em vào đó các em tìm bài nhé. Chúc các em học tốt.